lời nhé. Mình tên là Toàn, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Sina. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cái thủ tục mà khi mà các bạn bằng lái xe máy 50cc, 125cc và ô tô zero xạ nó bị hết hạn, thì các bạn gia hạn kiểu gì, mà nhiều bạn cũng chưa hiểu nguyên lý của nó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho mọi người biết về cách gia hạn và khi nào thì gia hạn. Thường thì là bằng lái xe của các bạn khi nào sắp hết hạn, tầm độ khoảng một tháng, thì chỗ mà Untermenkyo Senta ấy, thì họ sẽ gửi cho các bạn một cái Haraki. Thì Haraki chính là cái phong bì có cái phiếu, nó trong cái phiếu đấy nó sẽ hướng dẫn các bạn là cầm những gì và chuẩn bị những gì. Thì đây mình sẽ nói qua các bạn này. Trong mục đấy thì có một là nhất là Untermenkyo Kado, là cái bằng lái xe của mình ở Nhật đấy, bằng lái xe xe máy hoặc là bằng lái xe ô tô. Cái hai là cái kính, nếu mà đối với các bạn nào cận mà nó họ kiểm tra mắt cận thì các bạn phải cần mang theo kính hoặc kính áp tròng nhé. Cái thứ ba là đối với những bạn mà đổi địa chỉ nhưng mà chưa thay đổi địa chỉ ở trên cái bằng lái xe của các bạn ấy, thì các bạn phải cần có giấy chứng chứng nhận cái cư trú là chính là Jiminyo. Cái thứ ba là cái Tesrio, là cái tiền phí của mình mà để làm thủ tục gia hạn ấy. Thì nếu đối với xe máy thì là 3.850 yên, còn đối với ô tô thì như là 5.500 sao đấy, mình nhớ không nhầm 5.500 gì đấy, nó khoảng đấy mình không nhớ, nhưng mà giấy nó gửi về cho các báo. Tiếp theo là đây mình cho các bạn xem cái kiểu giấy đó, kiểu giấy Haki gửi như này. Thì các bạn cầm cái giấy Haki đi nhé. Đây là cái Haki mà phải cầm đi theo nhá, cầm đi theo là không đuổi được bằng đâu. Ở đây thì nó ghi là Untermenkyo này, Sohenko này, đấy, đến là cửa sổ này. Đây là cái giấy này, nó thông báo cái việc các bạn mà Henko thay đổi bằng. Nhưng mà mọi người năm đầu tiên thì là nó các bạn được tầm khoảng 1 năm gì đấy, nhưng mà năm sau thì các bạn được 3 năm hoặc 5 năm thì từng người nhá, nếu không bị lỗi lủng gì. Đấy, tiếp theo thì cái giấy nó như thế nào? Cái giấy này thì nó sẽ ghi là thời điểm mà các bạn trong trong khoảng thời gian mà các bạn phải cần phải mang đến để đổi bằng này. Đây là bạn của mình nhé, thì là tháng 7, ngày 4 tháng 7 đến ngày 24 tháng 9, trong khoảng đấy là các bạn phải đi đổi. Thì các bạn nếu mà không biết cái gì thì các bạn là gọi điện hỏi. Đây chính là ở đây nó sẽ ghi địa chỉ ở trung tâm mà để các bạn đi đổi. Thì ở đây nó sẽ ghi được Untermenkyo Senta Moriyama này, hay là Maibara. Các bạn nó sẽ ghi sẵn đây rồi, các bạn đến đây đổi được, mà đến đây đổi được đấy. Cái thứ ba ấy là cái thời hạn tiếp theo ấy, nó sẽ là cái màu của nó là màu aoi rồi 35, các bạn sẽ được 35 đấy. Thì chi phí này, đấy nó sẽ ghi hiện mình bảo của nó đấy, là cái Untermenkyo này, mấy cái Haki này cầm theo cùng này, hay là các bạn là có kính ấy, thì phải có kính nhấp tròng hoặc kính với cận thì phải đeo cái mang kính đi. Thứ ba là chi phí, thì trong cái đó phí Henko ấy, thì là 2.500, còn phí mà để học ngồi trên trong máy, mong mình sẽ có ở trong video sau ở chỗ loa này thì mình sẽ có video chi tiết đi mọi người đi thế nào vào phòng như nào thì mọi người biết. Chỗ này nó sẽ tập trung các bạn vào một phòng học 2 tiếng, ngồi nghe nó mở video lên xong là mình các bạn ngồi nghe thôi, không biết cũng được mà biết cũng được, nhưng mà lên xem một tí để biết xem là các tai nạn rồi thì các trường hợp xử lý tình huống như nào, gì lỗi lủng gì đấy, các bạn nên xem qua ấy, không biết nhìn hình cũng biết hiểu mà. Thì nó sẽ ok vào đây là 3.850 yên. Thì đây với những người già thì nó là 70 tuổi thì là các chế độ khác, thì các cái đây xem nào, cô đê xạ này, cô siêu studio này, cái này cũng phải cần nhá, trên 70 tuổi nhá, những cái này thì nhưng mà mình không có để ý được. Quan trọng là làm những cái mà các bạn mà lên xem những cái phần trên ấy là cần thiết, còn những 70 tuổi các bạn chắc là chưa đến đúng không. Cái hai là cái cuối cùng ấy là cái gì nó sơ quan, cái Jiminyo Henko này là đối với những người nào mà đã thay đổi địa chỉ nhá, chưa bao thay đổi địa chỉ trên cái thẻ đấy, nhưng thường là phải các bạn thay đổi trong thời gian thay đổi địa chỉ hoặc thay đổi nơi ở, thì các bạn phải đến cái sự căng ấy để thay đổi địa chỉ, thông báo thay đổi địa chỉ nhá.
Đấy. Thì đây nó có lịch này, lịch từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 này, ở Moyama này 1 giờ đến đến 2 giờ này đấy, là trong khoảng đấy những ngày thường ấy là các bạn thầy là có thể lên đổi bằng được trong khoảng từ 24 tháng 7 24 tháng 9 nhá. Đấy. Mày đưa thằng em đi làm cái đổi bằng nhé, hết hạn rồi. Đây kia lấy ấn Ansovango xong rồi ấn mã số 2 nhé, Ansovango cũ trước khi mình nhập rồi, xong sang được vào phòng này để lấy giấy khai. はい、た免許証を預かります。これはね、しまっていただいて結構です。はい、これ。日本語大丈夫ですか？あ、大丈夫ですね。これ読めます？あ、読めます。大丈夫ですか？はい。お名前免許証の記載事項に変更はないですか？変更ないしね。大丈夫ですか？変更しないしね。したらこちら電話番号を書いていただいて、はい、裏で注意事項を読んでいただいて、こちらにチェック、はい、最後お名前お願いします。はい、はい、次は向こう行くんだ。お金出す。次はね、向こうの窓口に。はい、わかりました。điền vào chỗ này nhé, điền vào tờ này nhé, tích ý ấy hết xong đi ngày tháng rồi là ok, xong sang, sang phòng bên kia đọc tiền nhé. Ok, đó là phòng này đọc tiền đó, tôi biết đọc tiền cô xin đấy. Sau khi đóng xong thì sang bên này kiểm tra mắt mũi nha, đo mắt, đo mọi người đứng bên đo mắt này đó. Kiểm tra đo mắt này. Sau khi mà kiểm tra mắt xong rồi thì chuyển sang chỗ tô đốc cự nhá, sang phòng tô đốc cự để làm giấy tờ tiếp này. Đó. Đó, sau khi viết giấy xong thì nó chụp ảnh nhá, nộp giấy ở tô đốc cự xong là họ thu là bằng luôn, chụp ảnh này, ta đứng chụp ảnh này. Xong là lên tầng 2 nhá, lên tầng 2 để ngồi nghe giảng nhá, chụp ảnh xong lên tầng 2 thì nghe. Đấy, vào trong này ngồi ngồi học 2 tiếng nha, nghe. Sau khi mà nghe xong 2 tiếng ấy thì các bạn xuống tầng 1 thì có người ta sẽ phát cho các bạn bảng đã hình cô. Đấy, chúc các bạn thành công nhá. Các bạn nào mà